Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Chắc là hôm nay tất cả các bạn đều là fan của Shining 20 năm rồi đúng không? Nhưng hãy cùng xem tối nay có gì hot đã nhé, rồi tiếp tục cổ vũ cho Sharp và đồng đội. Sở hữu 100% tỷ lệ thắng tại LCK, T1 Closer vẫn là đối tượng bị chửi rủa trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong One Gaming, đội tuyển sở hữu nhất LCK, từ nữ idol nóng bỏng đến MC duyên dáng đều trở thành fan cứng. Victory Fight Mode, em không nghĩ thắng được FamPlus Venice nên mua sẵn vé về quê rồi, giờ mà vô địch hay có vé chung kết thế giới là em mặc váy luôn. Góc nghiệp quật, cơ sếp bị game thủ Việt ném đá dữ dội vì chơi Master Yi thần kiếm đú theo cơ sếp. Caitlyn đang hot là thế, nhưng người Hàn vẫn chẳng thèm đói hoài, thế này ra chung kết thế giới thì làm thế nào? Vẫn là mình Trang Bi đây ạ, rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong bản tin nóng số 195 ngày hôm nay. Các bạn xem video thứ hai thì nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Giờ thì cùng bắt đầu thôi nào. Victory Fight Mode sẽ mặc váy nếu có vé đi chung kết thế giới. Ngay trong lượt trận đầu tiên của vòng playoff LPL mùa hè 2020, một cơn đĩa chấn đã xảy ra khi Victory Fight đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới FamPlus Venice với tỷ số chung cuộc là 3-1. Thực tế, dù xếp trên FamPlus Venice tại vòng bảng, nhưng Victory Fight vẫn là đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều bởi kinh nghiệm thi đấu và đẳng cấp giữa hai đội chênh lệch quá xa. Chính vì vậy, chiến thắng của Victory Fight thực sự là một cú sốc đối với người hâm mộ LPL. Và sau trận đấu này, nhiều người đã phải nghiêm túc đánh giá lại vị thế của đội tuyển từng có hiệu số 0-16 tại LPL mùa xuân 2020. Dẫu vậy, việc Victory Fight bị xem thường trước một FamPlus Phoenix hùng mạnh cũng là điều dễ hiểu, bởi không chỉ riêng khán giả hay giới chuyên môn, mà thậm chí là các tuyển thủ của Victory Fight cũng chẳng hề nghĩ rằng họ sẽ làm nên chuyện. Mâu, người chơi đường giữa của Victory Fight và là cái tên thi đấu xuất sắc nhất trong trận đấu vừa qua, đã chia sẻ những sự thật hết sức hài hước về tâm lý của anh và các đồng đội khi phải đối đầu với nhà vô địch thế giới trong phỏng vấn sau trận đấu. Cụ thể, khi được hỏi rằng liệu em có nghĩ rằng đội của mình sẽ thắng được FamPlus Venice với tỷ số 3-1 không, Mâu đã trả lời, thực sự thì em cũng có mơ mộng một chút về viễn cảnh này, chỉ có điều trước trận đấu em đã mua sẵn vé về quê rồi, mà giờ phải hủy vé thôi vì bọn em vẫn phải ở lại để thi đấu tiếp. Bên cạnh đó, anh chàng còn chia sẻ thêm, giờ mà chẳng may được vé đi chung kết thế giới hoặc thậm chí vô địch là em mặc váy luôn cho coi. Câu chuyện về việc mua vé về quê của Mâu rõ ràng đã thay cho lời thừa nhận rằng bản thân anh chàng cũng không hy vọng vào việc có thể đánh bại FamPlus Phoenix và các tuyển thủ của Victory Fight cũng vậy. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc họ buông xuôi, mà trái lại, Victory Fight đã bước vào vòng playoff với một tinh thần quyết tâm thi đấu cống hiến rất cao và rốt cuộc thì tinh thần đó lại mang đến cho họ trái ngọt trên cả mong đợi. Camwon Gaming, đội tuyển sở hữu nhất LCK, từ nữ idol nóng bỏng đến MC duyên dáng đều trở thành fan cứng. Camwon Gaming là một trong những đội tuyển sở hữu lượng fan hùng hậu nhất tại LCK thời điểm hiện tại và không biết có phải do đặc thù sở hữu toàn các tuyển thủ trẻ măng hay không, mà đội tuyển này cũng sở hữu một danh sách fan girl cực kỳ hùng hậu. Mới đây, nữ MC Yoon Soobin của LCK cũng đã chính thức gia nhập hội fan của Camwon khi đăng tải những hình ảnh mặc đồng phục của Camwon Gaming Nukuri lên Instagram cá nhân. Sở hữu đôi chân dài miên man, Yoon Soobin lại khiến cho cộng đồng game thủ phấn khích khi khoe vóc dáng trong trang phục thi đấu của tuyển thủ. Yoon Soobin là một trong hai nữ MC mới gia nhập làng Liên Minh Huyền Thoại trong mùa hè vừa qua, với vai trò thay thế nữ MC Kimina, vốn đã rời LCK cách đây không lâu. Thực tế, Yoon Soobin không phải là một cái tên quá mới mẻ. Cô đã từng làm việc tại OGN, nhà tổ chức hệ thống giải đấu LCK trước đây từ năm 2016, ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Phát thanh viên. Tuy nhiên, vì lý do có nhân viên nên cô đã rời công ty chỉ sau 4 tháng, lỡ duyên với Liên Minh Huyền Thoại. Soobin tiếp tục theo đuổi nghề phát thanh viên và nhận vai trò tình nguyện dẫn chương trình cho người khiếm thị và sau đó trở thành phát thanh viên cho một chương trình giao thông. Kể từ LCK mùa hè 2020, cô đã chính thức quay trở lại với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại với tư cách là người dẫn chương trình, kiêm người phỏng vấn bàn phân tích. Yoon Soobin được đánh giá cao bởi trình độ chuyên môn về game đặc biệt sâu sắc. Bên cạnh kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm, Yoon Soobin cũng không phải là cái tên duy nhất công khai bày tỏ niềm hâm mộ với Camwon Gaming. Thậm chí đội tuyển này còn sở hữu một fan hâm mộ siêu khủng khác, nữ idol Soomin của Wonder Girls, một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu Yoon Soobin tỏ ra yêu thích Nukuri, thì thần tượng của Soomin là tuyển thủ đường giữa Showmaker. Tính đến thời điểm hiện tại, Camwon Gaming đang là một trong những đội tuyển có phong độ rất cao và là một trong những ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Kết quả thi đấu thì chưa biết thế nào, nhưng so kèo trên khán đài thì có vẻ như đội tuyển này đang vô đối rồi. Người Hàn lại đứng ngoài meta, Caitlyn là tướng cực mạnh nhưng ở LCK thì thể hiện quá tệ.
Hàn Quốc từ chỗ là nơi tìm ra nhiều lối chơi thương hiệu của Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, bỗng nhiên trở thành kẻ đứng ngoài meta trong năm nay khi hàng loạt vị tướng mạnh bị họ bỏ xó. Cách đây khoảng một tháng, chúng ta đã biết về chuyện Gray LCK chỉ có 6,7% tỷ lệ thắng, cùng tỷ lệ cấm chọn vô cùng thấp. Syndra cũng là một trường hợp tương tự, với việc cô nàng này được tranh cướp rất nhiều ở các giải đấu khác, nhưng người Hàn lại ưu tiên Karma hơn. Và Caitlyn chính là ví dụ mới nhất cho việc đứng ngoài meta của người Hàn. Trong khi các khu vực LEC châu Âu hay LPL Trung Quốc đang cố gắng tận dụng sức mạnh của Caitlyn, thì LCK lại có những chỉ số quá thất vọng với vị tướng này. Với 2 trận thắng và 11 trận thua, cùng win rate 15%, LCK chính là khu vực tệ nhất khi sử dụng vị tướng cực kỳ mạnh này. Sự thay đổi chậm chạp của các team LCK là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới màn trình diễn tệ hại của Caitlyn ở giải đấu này. Cô nàng này chỉ nổi lên ở các giải đấu lớn trong cuối tuần vừa rồi, khi bảng 10.15 áp dụng vào thi đấu. Các đội tuyển ở khu vực khác dường như đã chuẩn bị rất tốt cho việc sử dụng Caitlyn bởi vị tướng này được buff quá mạnh ở bảng 10.15. Tuy nhiên thì các team LCK lại chỉ sử dụng cô nàng này khi bị ép do đối thủ cấm hết xạ thủ hoặc phải dùng để khắc chế một vị tướng nào đó. Người Hàn có vẻ như không quá mặn với chuyện sử dụng Caitlyn, một số tuyển thủ còn không chắc đây là lựa chọn tốt hay không nữa vì quá phụ thuộc vào đồng đội để bảo vệ. Bên cạnh đó thì chuyện không cung cấp một đồ đa dụng đủ lớn, sát thương thì phụ thuộc hoàn toàn vào đồ, khiến cho các team LCK không dám mạo hiểm để lựa chọn. Tuy nhiên, sự thật thì đã chứng minh rằng Caitlyn là lựa chọn cực kỳ mạnh. Chỉ riêng việc từ một vị tướng không quá nổi bật trở thành vị tướng xuất hiện nhiều nhất Liên minh Huyền thoại đã nói lên điều này. Các khu vực khác như châu Âu hay Trung Quốc đều tận dụng con bài này. Những ADC hàng đầu như Jack Caleb, Loken sử dụng liên tục. Sự đứng ngoài meta của người Hàn đã vô tình hạn chế bệ tướng của các tuyển thủ và có thể gây ra rất nhiều bất lợi cho khu vực này ở chung kết thế giới sắp tới. Nếu không bị nerf quá nặng ở những bảng tới, nhiều khả năng Caitlyn sẽ là tướng đóng vai trò quan trọng trong meta của chung kết thế giới 2020. Nếu các team LCK vẫn không đặt niềm tin vào vị tướng này, thì có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là đối thủ có quá nhiều lợi thế khi có được tướng mạnh, hai là họ buộc phải cấm Caitlyn và để hở nhiều lựa chọn mạnh khác. Có lẽ đã tới lúc các đội tuyển Hàn Quốc cần phải thích nghi nhanh chóng hơn nữa với meta. Sự khác biệt của họ trong xu hướng chọn tướng sẽ khiến cho họ gặp nhiều khó khăn khi thi đấu quốc tế. Còn nhớ ở chung kết thế giới 2019, Click đã không chơi một trận Quyana đi rừng nào, trong khi đó là tướng mạnh nhất ở giải đấu đó. Kết quả là SKT T1 năm đó dừng lại ở bán kết và LCK không thể có được danh hiệu. Hy vọng rằng viễn cảnh đen tối đó không lặp lại ở năm nay với người Hàn. Góc nghiệp cuộc, Cao Sếp bị game thủ Việt ném đá dữ dội vì chơi Master Yi thần kiếm đấu theo Cao Sếp. Cao Sếp từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam nhờ phong cách vui vẻ và gần gũi. Rất nhiều game thủ mê vị tướng Master Yi đã học hỏi, thậm chí là copy nguyên lối lên đồ hay ngọc bổ trợ của anh chàng streamer này. Thời gian gần đây thì anh chàng nghĩ ra phong cách mới là Master Yi thần kiếm Muramana với ngưỡng sức mạnh cực kỳ lớn ở giai đoạn giữa trận. Đương nhiên là để sử dụng tốt lối chơi này thì bạn cần phải có một đồng đội đủ tốt ở các đường để trận đấu không bị phá nát quá sớm và Master Yi có thể farm đủ đồ. Chuyện này trong rank đơn thì giống như tung đồng xu vậy, lúc thì bạn sẽ gặp đồng đội hay, lúc thì gặp tạ nên chơi Master Yi cũng cực kỳ hên xui. Tuy nhiên thì game thủ thông thường không hiểu được điểm này và đã áp dụng Master Yi thần kiếm một cách máy móc và dẫn tới những ác cảm của game thủ với phong cách này. Thậm chí mỗi khi có một game thủ dùng Master Yi thần kiếm là bị nói là đú câu xếp và khiến cho rank Việt ngày một trở nên toxic. Thậm chí trong buổi stream gần đây của chính câu xếp, anh chàng cũng bị chửi với lý do tương tự khi áp dụng Master Yi thần kiếm vào một trận xếp hạng. Về cơ bản thì lối chơi Master Yi thần kiếm Muramana có nguyên lý hoạt động giống với phong cách ngọn đuốc rực cháy trước kia. Bạn sẽ dành phần lớn thời gian để farm trong rừng và đạt ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn về sau. Thay vì farm đủ quái lớn thì bạn sẽ tích số của thần kiếm. Điểm chung của lối chơi này là bỏ mặc đồng đội và tập trung vào các mục tiêu của mình, vì thế nó gây ra ác cảm với nhiều game thủ. Có vẻ như số lượng trẻ trâu áp dụng lối chơi Master Yi thần kiếm ở mấy chủ Việt Nam đang quá nhiều và gây ra tình trạng ở trên. Đúng là lối chơi thì không sai, chỉ có người chơi chưa đủ trình độ để sử dụng tốt. Tuy nhiên với Master Yi thần kiếm thì nó không hợp lắm với rank Việt. Giao tranh có thể nổ ra ở bất kỳ thời điểm nào và bạn khó lòng farm yên ổn trong rừng nếu chơi quá bị động như vậy. Thậm chí chuyện game đấu an bài trước khi bạn farm đủ đồ là điều thường xuyên xảy ra. Hy vọng rằng Cao Sếp sẽ nghĩ ra một lối chơi, một phong cách lên đồ nào đó mang tính chiến đấu cao hơn để những game thủ học hỏi theo trở nên có ích hơn với đồng đội. Sở hữu 100% tỷ lệ thắng tại LCK, T1 Closer vẫn là đối tượng bị chửi rủa trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Vào ngày 13 tháng 8, T1 đã tiếp tục có được một chiến thắng dễ dàng trước Africa Freak và qua đó chắc suất top 4 vòng bảng LCK mùa hè 2020. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu này có lẽ là việc Faker tiếp tục ngồi dự bị, trong khi Closer, tân binh đường giữa của đội tuyển này tiếp tục duy trì thành tích 100% tỷ lệ thắng. Tuy nhiên trong câu chuyện đằng sau hậu trường của T1 thì lại không chỉ có màu hồng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của T1, Kim Jong-soo tiếp tục chia sẻ về vấn đề bạo lực mạng đang được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Anh cho biết, tất cả các thành viên của T1 đều là nạn nhân của vấn nạn bạo lực ngôn ngữ trên mạng. Và bất ngờ thay, Closer lại đang là cái tên hứng chịu nhiều ngôn ngữ đả kích nhất, mặc cho tuyển thủ này đã có màn ra mắt như mơ và khiến cho khán giả hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Tôi đã nói chuyện với các tuyển thủ về việc đọc các bình luận trên mạng xã hội. Có em thì cảm thấy bình thường, nhưng cũng có em thực sự khó chịu và bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực. Thực tế, tất cả các thành viên của đội đều đã phải hứng chịu những bình luận ác ý, nhưng đáng nói là Closer lại là người bị tấn công nhiều nhất. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở các em đừng để tâm đến các bình luận trên mạng xã hội mà thôi. Theo những thông tin từ phía truyền thông Hàn Quốc, chính huấn luyện viên Kim cũng là đối tượng bị công kích dữ dội nhất, thậm chí anh còn bị truy ra tài khoản SNS cá nhân và bị nhắn tin khủng bố vì để Faker ngồi dự bị. Closer, với tư cách là người thay thế vị trí của Faker cũng phải hứng chịu những sự khủng bố tương tự. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim đã lên tiếng khẳng định rằng những bình luận công kích vô lý như thế này sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa các thành viên trong đội. Dẫu vậy, về mặt tâm lý, nhiều fan hâm mộ của T1 cũng lo ngại rằng các tuyển thủ trẻ, đặc biệt là Closer, một cậu bé mới chỉ 17 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận ác ý của một bộ phận cư dân mạng. Bản tin nóng số 195 ngày hôm nay xin phép được tạm kết tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!